Các loài hoa không chỉ là biểu tượng của cái đẹp của hương thơm mà chúng còn có những công dụng vô cùng hữu ích và góp phần không nhỏ trong việc chế biến thức ăn. Và mới đây thì một đầu bếp người Colombia đã sử dụng các loại hoa làm nguyên liệu chính để tạo nên những món ăn hấp dẫn. Dự án này được phát triển tại nhà hàng Sanvo Patria thuộc Colombia. Với ý tưởng độc đáo, những loại hoa như súp lơ hay cải xanh đã được các đầu bếp sáng tạo làm nguyên liệu trong những món ăn. Nếu ai đã thưởng thức chúng thì chắc có lẽ không thể quên được hương vị tươi mát của những món ăn mang đậm chất Colombia này. Những loại hoa này chứa rất nhiều vitamin, khoáng chất cũng như chất dinh dưỡng. Ngoài ra, hạt điều cũng được sử dụng như một loại gia vị. Tại đây, khách hàng được dịp thưởng thức những món ăn ngon, đạt tiêu chuẩn về mặt chất lượng cũng như hình thức bắt mắt. Trên thế giới có khoảng 250 đến 300 loài hoa và trong số đó có rất nhiều loài hoa có thể ăn được. Hơn nữa, đất nước của chúng tôi là xứ sở của các loài hoa, do đó ý tưởng này đã được chúng tôi thực hiện. Chỉ trong thời gian đầu mở cửa, nhà hàng đã trở thành điểm đến của rất nhiều khách trong và ngoài nước. Theo dự kiến, nhà hàng sẽ tiếp tục phát triển và nhận đặt các món ăn cho những khách sạn nổi tiếng trên khắp cả nước.